Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video một loạt video này em rất vui mừng được giới thiệu với các bác một loạt những chiếc xe được chiết khấu giảm giá rất là nhiều trong cái thời gian mua sắm cận Tết này. Tại sao lại lý do là những cái xe này được chiết khấu? Bởi vì là những cái xe này em nhập của đối tác và đến cuối năm thì bên đối tác và em là cộng sổ và tiến hành là bên đối tác là tiến hành chiết khấu cho em. Và những cái xe này em được chiết khấu và em sẽ giảm vào giá bán. Và sau đây em sẽ đánh giá chi tiết từng chiếc một, mời các bác đón xem. Và những cái chiếc xe này ấy, thì giá nó sẽ rất là hợp lý. Các bác nào mà quan tâm thì liên hệ ngay với em để sở hữu. Và chiếc xe tiếp theo em đánh giá tiếp tục đó là chiếc xe đạp Touring hiệu Specialized của Mỹ. Dòng này cũng đã qua sử dụng tại Nhật và hình thức khá là đẹp. Và em đẹp như nào thì các bác xem em đánh giá chi tiết chiếc xe này. Và đang được trong chương trình chiết khấu cuối năm của đến đối tác cho em, cho nên là giá rất là hợp lý. Vâng, và trên tổng thể các bác đang nhìn thấy chiếc xe đạp Touring hiệu Specialized của Mỹ, thương hiệu này là của Mỹ và xe đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Bây giờ em xin đánh giá tổng quát chiếc xe này. Thì trên khung thì không có tất cả logo của chữ Specialized, nhưng các bác có thể lên Google các bác tìm gõ là Specialized. Đây. Nó chỉ có tem nhỏ nhỏ thôi, các bác gõ dòng chữ này Specialized cách Globe ra thì nó sẽ ra cái dòng xe này của hãng Specialized. Globe đó là dạng như Global, nữa là toàn cầu ấy. Globe Specialized Globe. Đây là một chiếc xe thương hiệu Mỹ đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Size của chiếc xe là size 45. Đây, các bác có thể nhìn thấy là cái dòng chữ Specialized Design for war nó mất chữ rồi, em không nhìn thấy nữa. Của hãng Mỹ. Đằng trên của chiếc xe thì có một cái cọc yên thụt nhún. Cái này nó sẽ nhún xuống khi mà chúng ta đang ngồi lên, và khi vào sóc thì nó sẽ nhún. Yên bãi thì hơi rách một tí, nhưng mà nói chung là sử dụng tốt, không cần bọc lại. Cái chỗ này quá bé đối với tổng thể chiếc yên, cho nên là em không bọc lại. Đằng trước thì những cái xe này thì là quá cao cấp rồi, sơn rất là đẹp. Em thấy con này quá đẹp sơn luôn. Đấy, con này sơn rất đẹp luôn, chỉ có xước một tí ở chỗ càng đằng trước thôi. Con này sơn rất là đẹp luôn. Chỉ xước một tí ở đây thôi, không ăn vấn đề. Tổng thể chiếc xe trên tổng thể thì không gọi là, cũng gọi là 80% phải về phần sơn. Đằng trước của chúng ta thì có một cái đùi đĩa 3 tầng hiệu Shimano. Rất là tốt, những con này hầu như là toàn hàng xịn thôi. Đằng sau thì có một cái đề Tour Lay Shimano Antut. Antut thì nó cao cấp hơn cả Tour Lay. Đấy, mà líp thả 8 tốc độ. Vành của chiếc xe là vành 700C. Vành 700C, lốp 700C quả to. Và đũa lốc, đũa e-lốc. Em có lắp thêm một cái áo chắn bùn đây và một cái gáp ba ga. Đấy. Khung sườn nhôm rất đẹp. Về sơn chiếc xe rất đẹp. Trên tay cầm của chúng ta thì cũng dạng là tay touring, dạng tay bằng, và trang bị một đôi tay bấm xả 38. Bên này là 8 tốc độ để chuyển cho cái líp đằng sau. Và bên này 3 tốc độ để chuyển cho cái đĩa đằng trước. Tay bấm xả này rất là cao cấp, chính hãng luôn. Và theo xe, nguyên zin bản theo xe này, cái mặt kính nó còn ố ố rồi. Nguyên zin theo xe. Như trên các bác nhìn thấy là trên cái cồn bát phốt cũng có chữ Specialized. Trên càng cũng có chữ Specialized. Rất là đẹp. Lớp sơn con này thì quá đẹp luôn. Em thấy là không có vết xước nào gọi là lớn cả. Size là size 45. Đằng sau thì có những cái tem mà được qua sử dụng tại thị trường Nhật, được dán tem.
Rồi nó cũng hơi tối rồi, quay nó hơi bị nhiễu tí. Xe được sử dụng phanh V, rất là những cái hầu như 90% là các cái touring của Nhật đã qua sử dụng tại Nhật này là sử dụng phanh V hết. Có một vài vết xước không ảnh hưởng, bởi vì cái xe mà đã qua sử dụng tại thị trường Nhật thì không thể tránh khỏi. Và Mayer trước này cũng được trang bị Mayer Shimano luôn. Các bác có thể nhìn thấy đằng trước cũng như vậy, đằng trước và sau một cặp giống nhau. Đấy, một cặp giống nhau. Xe này thì em đã từng đi thử rồi, rất là mượt mà. Và hiện tại đang trong cái chương trình giảm giá cuối năm ở bên đối tác chiết khấu cho bọn em, thì em lại giảm vào giá bán của chiếc xe này. Chiếc xe này hiện tại được bán với giá là 4 triệu 500 ngàn đồng. 4 triệu 500 ngàn đồng, chưa bao gồm phí ship. Và nếu bác nào quan tâm thì cộng thêm tiền ship. Và nếu bác nào qua cửa hàng thì là giá là 4 triệu 500 ngàn đồng. Rất là hợp lý cho một chiếc xe thương hiệu Mỹ. Bác là mà cái gióng nó chéo thì nhiều bác là không thích cái gióng ngang, thì lên xuống xe nó khó, nó bị dắt vào chân, thì cái xe này gióng nó chéo thì làm cho các bác lên xuống rất là dễ dàng. Vâng. Và cái chiếc xe này thì chỉ được áp dụng thời gian giảm giá trong một thời gian ngắn, và số lượng không có nhiều, chỉ có 4 xe thôi. Thì các bác nào quan tâm thì hãy liên hệ ngay với em nhé.